Hello, nhà đất Hồng Sơn xin kính chào quý khách hàng. Hôm nay mình sẽ review cho khách hàng một căn biệt thự tại Bình Nhâm, Lai Thiêu. Đây là căn biệt thự mình đang giới thiệu này. Căn biệt thự này có diện tích là chiều ngang 11 m và chiều dài gần 40 m, tổng diện tích là 400 m². Xây biệt thự vườn này. Nhà mình có hướng chính đông, rất là mát mẻ. Nhà này cách Ủy ban Nhân dân phường Bình Nhâm khoảng 1 cây rưỡi số, gần nhà Ngọc Trinh. Ở đây có sân đậu xe hơi được khoảng 4-5 chiếc xe hơi ở đây. Đây mình đang dẫn khách đi chơi, chạy xe hơi trực tiếp vào nhà luôn cho cùng xem. Nhà này có con đường vào phía trước rộng khoảng 6 m, 6 m thông. Cách đường lớn chỉ khoảng 150 m thôi. Đây có view sân vườn rất rộng ở đây nhé. Khách hàng nhìn kỹ căn biệt thự này nhé. Biệt thự 400 m² tại Bình Nhâm, Lái Thiêu, hướng chính đông. Căn biệt thự này đang được chủ nhà rao bán với giá 7 tỷ, còn được thương lượng chính chủ nữa. Bây giờ mình sẽ đi không gian phía bên ngoài, rồi đi vào trong phòng khách, phòng bếp cho quý khách hàng cùng chiêm ngưỡng. Khách hàng nào đang có miếng đất khoảng 400 m² thì có thể tham khảo căn nhà này để mình thiết kế xây dựng được nha. Hoặc là khách hàng nào có nhu cầu mua thì hãy liên hệ với số điện thoại của Sơn ở trên màn hình để Sơn dẫn đi xem trực tiếp căn biệt thự này. Bây giờ mình sẽ đi vào cái lối sau này. Đi lối sau này tham quan nhé. Cửa bên hông được chủ nhà làm cửa nhôm sinh pha, kính cường lực. Phía trên có mái che, kính cường lực luôn. Mình sẽ đi tham quan hết đường ngoài rồi với vơ. Tiện thể tham quan trong phòng khách luôn này. Bên đây có phòng thờ. Bên đây có khu giếng trời thoáng mát này, cực rộng. Khách mình đang đi xem, tiện thể quay cho khách hàng cùng xem. Đây là không gian bếp nấu ăn. Không gian phòng khách cũng như phòng ăn đây nhé. Bên đây có phòng làm việc riêng nhé. Đây là phòng làm việc riêng này. Phòng làm việc. Bên đây có view phòng riêng sinh hoạt chung nữa nhé. Rất nhiều phòng. Đây có phòng ngủ này. Phòng ngủ cũng có cửa sang bên hông này, thoáng mát nhé. Có máy lạnh luôn, có cửa sang bên hông. Ở đây tương đương như một resort, một khách sạn 5 sao. Bên đây có dàn tủ áo này, tủ bếp này. Tủ áo, 4 cánh rộng. Cửa chính được chủ nhà làm cửa gỗ sồi. Bên hông này nha. Và mình quay tiếp phòng bên cho khách hàng cùng xem này. Bên đây một phòng ngủ riêng. Rất là rộng, phòng này kê được 2 giường. Có kê tivi, tủ lạnh, kê đầy đủ hết các nội thất nhé. Đây nhà vệ sinh cực rộng này. Nhà vệ sinh khủng hoảng luôn. Khoảng nhà vệ sinh này rộng khoảng 10 m² nhé. Nhà vệ sinh rộng khoảng 10 m². Bên đây dàn tủ áo bên đây này. 2 dàn tủ cực rộng luôn. Kế tiếp bên đây cũng có nhà vệ sinh bên đây nữa nha. Đây là nhà vệ sinh chung ở ngoài. Nhà vệ sinh này có diện tích khoảng 8 m². Khoảng 8 m² nha. Rất là lớn và có view lên giếng trời. Có vòi tắm massage. Có cửa bên hông. Có giếng trời. Phòng vệ sinh như là khách sạn 5 sao luôn nha. 400 m². Giá 7 tỷ.
thương lượng trực tiếp với anh chị chủ nhà. 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 2 phòng khách, 1 phòng ăn, phòng sinh hoạt chung. Đây là coi trước. Đây là sổ nhé. Chúng coi trước. Dầm nó ốm nhom mà thấy không? Nó bị cắt. Không, không có cắt. Chú kiếm 11 cái thai ở đây rất là khó. Khó kiếm lắm. Này là đầu đất bằng nhau nè. Đầu đất bằng nhau. Cái nhà bên đây kiểu tại con bé nó dơ ra chứ sao. Nhà vuông vức. Chiều ngang 11m, chiều đuôi cũng 11m. Ra đây phía sau để mát mẻ. Đây là view sân vườn sau nhé. Ngoài đây còn một khu đất nó động trồng cây phơi đồ ngoài đây. Đây có đu đủ này, xoài này, cau này. Đó, phòng đây hồi nãy mình không thấy nữa. Phòng này như là đây, phòng rất là rộng nha, như khách sạn 5 sao luôn. Mét vuông. Quý khách hàng có nhu cầu liên hệ với số điện thoại của Sơn trên màn hình nhé, để mình dẫn đi xem, gặp trực tiếp chủ thương lượng biệt thự tại Bình Nhâm, giá chỉ 7 tỷ, giá rất mềm cho anh chị sở hữu. Bên đây mát hơn Sài Gòn tới 3-4 độ nhé.